Alo. Alo, đây phải số anh Long không ạ? À, vâng, tôi đây ạ. À, chúng tôi gọi điện từ đường công an và báo cho anh một tin cực sốc. Có ai sẵn sàng nghe chưa ạ? Đồn công an hả anh? Tin sốc ạ? Vâng, tôi sẵn sàng nghe rồi ạ. Vâng, anh vừa lái chiếc xe ô tô bị tai nạn đấy. Hả? Cái gì cơ? Mới được có 2 tháng mà. Không, tôi đã hỏi anh là cái xe đấy tôi mới mua được có 2 tháng. Này anh ơi, thế vợ tôi làm sao không anh? Anh yên tâm, cả xe và vợ anh rất may mắn, chỉ bị xây sát nhẹ thôi. Chị nhà nằm trong viện kìa. Ôi giời ơi, thế mà anh bảo là sốc. Tôi tương cái gì? Điều quan trọng ấy là chị vợ vừa mới tông phải 2 chiếc xe khác, gây ra một tai nạn nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng đấy. Anh ơi, thế có ai chết không anh? Rất may là tất cả người trên xe đều chỉ bị thương nhẹ. Tưởng cái gì? Sốc thật. Ô hay nhỉ? Tôi đã nói cho anh tin sốc đâu. Bây giờ là tin sốc này. Vợ anh ấy không phải 2 chiếc siêu xe nát bước, mỗi chiếc trị giá 2 tỷ. Chuẩn bị để cuối nhá. Cái gì cơ? 2 tỷ cơ ạ? Ôi trời ơi, anh này, thế anh cho tôi hỏi đúng một câu nữa thôi nhá. Vâng, anh cứ tự nhiên. Thế có thật là vợ tôi chưa chết không ạ? Chưa. Vâng, cảm ơn anh nhé. Thế mà không chết. Anh. Ừ. Anh nhìn đôi bên kia kìa, người ta yêu nhau, người ta phải như thế chứ, thân mật tình cảm, chẳng bù cho đôi mình. Ừ. Kìa, anh gọi em ra đây xong anh cứ cắm mặt vào điện thoại như thế à? Nhìn đi kìa. Sao? Người ta tình cảm thế chứ sao? Đấy, anh cũng tựa vào vai em như thế đi. Khổ nhỉ? Sao phải làm giống người ta? Không phải hỏi nhiều, bây giờ đôi bên kia cứ làm gì là mình làm theo như thế. Đấy, ôm nhau rồi kìa, ôm nhau, nhanh lên. Hả? Ôm nhau, hôn lên. Làm cái gì anh? Điên à? Anh làm giống người ta thôi mà. Điên à? Anh trình bày bệnh của mình đi. Thưa bác sĩ, như đã trao đổi bác sĩ trước qua điện thoại thì tôi không hiểu sao 2 tuần qua tôi bị mắc một chứng bệnh rất là khó ngủ. Mà thực ra thì 2 ngày hôm nay rồi tôi không tài nào thì ngủ được. Bác sĩ biết không? Thậm chí nhá, nhờ người khác đánh tôi ngất đi tôi ngủ được cơ. Bác sĩ ạ. Ôi, anh làm thế làm sao được? Vớ vẩn, anh đến đây là đúng rồi. Tôi có cách cho anh, tôi chỉ cần 3 phút thôi anh ngủ được ngay. Nhưng mà trước hết nhá, tôi phải xem bệnh tình của anh như nào. Vâng, bác sĩ xem luôn đi ạ. Nếu như đơn giản ấy thì tôi sẽ dùng cái phương pháp gọi là bình thường nhất, đấy là đếm cừu. Dạ. Ừ. Như nào ạ? Anh chỉ cần đếm cừu là anh ngủ được ngay. Bây giờ anh làm theo tôi nhá. Tôi sẽ ví dụ cho anh trước này. 1 con cừu. 2 con cừu. 2 con cừu. 3 con cừu. Vâng. Đấy, anh đếm đi. Em đếm. Dạ. 1 con cừu. 2 con cừu. 3 con cừu. 4 con cừu. 5 con cừu. 6 con cừu. 7 con cừu. 8 con cừu. 9 con cừu. 10 con cừu, 11 con cừu, 101 con cừu, 102 con cừu, 103 con cừu, 104 con cừu, 105 con cừu, 106 con cừu, 107 con cừu,
108 con cừu, 109 con cừu, 110 con cừu, 111 con cừu, 112 con cừu, 1.201 con cừu, 1.206 con cừu, 1.207 con cừu, 1.208 con cừu, 1.209 con cừu. Con này. Dạ. Anh vẫn đếm à? Vâng. À, bác sĩ kêu em đếm à? Tôi ngủ bao lâu rồi? Dạ, gần một ngày rồi. Gần một ngày? Thế anh không thấy buồn ngủ à? Chết rồi. Bệnh của anh là hơi nặng đấy. Thế à? Bây giờ được rồi, tôi sẽ dùng cái biện pháp khác nhé. Biện pháp này là nó cao hơn một chút. Vâng, bác sĩ giúp em đi, chứ em không thể nào em ngủ nổi được. Ừ. Đây. Ôi, bác sĩ đừng có làm gì em nhé. Bác sĩ. Không. Này, anh nhìn kỹ vào đây nhé. Vâng. Tập trung mắt vào đây. Khi mà tôi đưa cái này sang bên phải thì cậu nhìn sang bên phải. Khi mà tôi đưa cái này sang bên trái, anh nhìn sang bên trái. Vâng. Đều nhá. Vâng, đều. Tôi làm đều này. Vâng. Tôi làm này. Trái. Phải. 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 Trái. Trái. Phải. Trái. Phải. Trái thêm một ngày nữa rồi bác sĩ ạ. Thêm một ngày nữa? Vâng. Anh thấy tôi ngủ anh phải đánh tôi dậy chứ. Bác sĩ có nhắc em đâu mà em gọi ạ? À? Em vẫn không thấy buồn ngủ à? Chết rồi. Bệnh của anh nặng lắm rồi đấy. Bác sĩ giúp em với. Thôi rồi. Bây giờ liệu trình cực kỳ cao nhá. Để cái cuối cùng này. Nặng nhất rồi đấy. Đây. Thuốc ngủ liều cao nhất. Anh uống vào một giây sau là anh ngủ ngay. Vâng. Nhiều quá. Đây. Anh uống ngay vào luôn đi. Thế nào? Anh đã có cảm giác chóng mắt. Mắt anh đã cảm thấy mờ chưa? Hả? Chóng mặt chưa? Cảm thấy buồn ngủ chưa? Bác sĩ ơi. Sao? Sao hết 10 giây rồi em chưa thấy gì? Thấy chưa? Chưa. Quái lạ nhỉ? Còn cách nào khác không bác? Sao lại thế nhỉ? Bác sĩ hãy giúp tôi đi. Hả? Cách này là cách kinh khủng nhất rồi mà. Hay là cái thuốc này có nhầm thuốc nào không? Thuốc này hết hạn à? Thôi. Để tôi uống thử xem nào. Sao rồi bác sĩ? Bác sĩ ơi. Bác sĩ. Bác sĩ. Ui trời. Dậy. Tôi đau đầu thế nhỉ? Hai. Bác sĩ ngủ được thêm 2 ngày nữa rồi đấy. Sao anh gọi tôi dậy?
Em gọi mãi là bác có chịu dậy đâu. Nhưng mệt quá, tôi không chịu nữa rồi. Anh ra ngoài, anh đưa tôi đi cấp cứu đi. Nhanh lên, gọi ngay người đến cứu tôi, nhanh lên. Tôi không chịu nữa rồi. Giờ này còn gọi cái gì nữa. Cứu tôi với. Anh thiệt sự là vui quá đi mà. Cảm ơn em đã giúp anh vượt qua sóng gió trong thời gian qua. Long à. Cái gì? Hôm nay anh em mình sống chết có nhau nha. Trời ơi, anh vui quá. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Chúng ta công sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ, cùng tích tắc. Nhưng anh Nguyễn cùng chết một giờ với em. Hôm nay là ngày đẹp trời. Dù chúng ta không có sinh cùng bệnh viện, không lên lên từng khu phố, không ngủ cùng chăn, không tắm cùng bồn, nhưng Nguyễn đi, Nguyễn chết cùng nhau. Chúng ta lấy đi em. Giờ chúng ta phải cắt máu anh thề tụi em hả? Nào. Đầu chiếc bể. Tôi nhủ cái bọn tôi lẻ. Giờ chúng ta đã là huynh đệ rồi đó. Huynh đệ. Huynh. Chờ chút, anh có điện thoại. Alo, alo. À vâng, vâng, vâng ạ. Vâng, 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 tôi đến ngay đây. À rồi, rồi. Rồi, tôi đến luôn nhá, không bận gì đâu. Rồi, rồi, biết rồi, nhá, ra, nhá, thế nhá. Rồi. Đệ ơi, anh bảo này, anh phải đi có việc bây giờ, nhá. Rồi có gì anh em gặp nhau sau, ok. Huân đi đi. Đúng rồi, anh đi đây, chờ anh nha. À quên, anh Long. Em bảo bảo, từ từ đã. Quên mất. Sao? Bảo này. Vừa nãy em mua hết 35.000 tiền chuối với cả ấy thì anh em mình chia Campuchia chia đôi nhá. Mày bây giờ hơi à? Cửa bố rồi. 35.000 á? Này, tao đưa mày 20.000. Tao bảo mày chỉ mua trong vòng 20.000 thôi, mỗi đứa 10.000. 20.000 ra mua lại chuối đi, chuối là 20.000 ai bán cho anh? Bây giờ chuối nó lên. Nhà tao bán hoa quả nhá. 20.000 lại chuối này nhá. Thế thì 20.000 thì từng này không phải. Không, tao không biết. Tao chỉ đưa mày 10.000 thôi. Tóm lại là chia đôi ra. Bây giờ mày cứ bỏ 15.000. Bỏ ra thế này tao lo 15.000 à? Tao không bảo mày làm sao? Mày làm gì ra? Mày